Xin kính chào quý anh chị quay trở lại với kênh của Trương nha. Kính chúc quý anh chị một ngày vui vẻ, bình an và làm việc năng suất hiệu quả nha. Hôm nay em sẽ đem đến cho anh chị mẫu xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Nhật Bản là Mitsubishi, nhập khẩu nguyên chiếc tiện đô, xe máy 100 năm đi rất là tiết kiệm và nổi tiếng với độ bền bỉ, doanh số bán cực đỉnh luôn anh chị, luôn nằm trong top những xe bán chạy nhất và được rất là nhiều sự ưa chuộng của người Việt Nam mình. Đây là chiếc Mitsubishi Xpander máy 100 năm số động 2020, đây là facelift anh chị, là cái mâm xoắn nè. Và thiết kế một số phần thay đổi, nhìn rất là bắt mắt luôn. Xe mang màu trắng ha, một trong những màu đẹp và được lựa chọn nhiều nhất của Mitsubishi đời này. Để em đi một vòng tổng thể cho anh chị xem nha. Xe này là nhập khẩu nguyên chiếc tiện đô luôn anh chị. Biển số 62 Long An, biển số 123456 luôn. Những cái xe khác tỉnh thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc cho anh chị luôn. Anh chị về được bấm biển mới như một chiếc xe mới đúng không ha. Xe này nó mới tinh anh chị, có trải đây chút xíu xíu nè. Trải đây xíu xíu thôi. Những cái giá đèn 2 tầng rất là đẹp, mấy led định vị ban ngày, cái mặt ga lăng nhìn rất là sáng luôn ha. Để em đi một vòng tổng thể cho anh chị xem nha. Mitsubishi doanh số bán cực đỉnh luôn, thiết kế rất là bắt mắt, đẹp và nhìn nó hiện đại đó anh chị. Doanh số bán là khủng khiếp luôn. Phía sau là có cảm biến, có cam lùi, đèn là đèn 2 tầng nè, đèn led đó. Xpander, một xe 7 chỗ ngồi cực kỳ tiết kiệm luôn. Mở cốp cho anh chị xem. Đây, xe này 7 chỗ nha anh chị, ba hàng ghế. Nội thất là màu đen, nhìn nó cứng xe lắm. Đó, cái ghế sau này rất là ít người ngồi luôn. Phía sau này có cổng sạc luôn, rất là tiện dụng ha. Đó, trần đã được bọc luôn rồi, nhìn nó sạch sẽ lắm. Nếu mình đi ít người thì gặp cái hàng ghế này xuống. Đó, chỉ cần một động tác thôi, rất là đơn giản luôn anh chị. Đó, bật xuống thì chở được rất nhiều đồ luôn nè. Cái cốp rất là rộng luôn á. Ốc át được nguyên zin hết nha anh chị. Đây. Đó. Xe sạch đẹp chuẩn chỉ cho anh chị hết. Chất lượng thì đảm bảo tuyệt đối nha. Nên cái đó thì anh chị yên tâm. Anh chị mua xe bên em hồi nào giờ đều biết rồi. Không bao giờ có một chiếc xe tào lao đâu, chỉ làm những xe đẹp, xe chuẩn thôi. Hay cái mâm này nhìn nó điệu đà lắm ta. Mâm xoắn nhìn nó uyển chuyển lắm anh chị. Cái vỏ là 205 55R16. Mâm 16 inch, phía sau là tang trống ha, phía trước là phanh đĩa. Xe sạch đẹp. Vỏ cũng còn tương đối thôi, không phải quá dày đâu. Vỏ theo xe 11-20. Để em vào nội thất cho anh chị xem ha. Màu trắng nhìn nó sáng lắm anh chị. Trắng thì cơ bản thì anh chị đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh gì vẫn được. Xe này thì không đăng ký kinh doanh gì hết ha. Xe này chủ xe người ta không đăng ký kinh doanh, đi gia đình thôi. Đó, những cái chi tiết này đẹp quá. Những cái tay mở cửa này chị, không hề có độ hao mòn gì đáng kể ha. Như cái này không hề có vết trầy gì hết trơn á. Đó. Em quay rất cận cảnh mà rất chi tiết cho anh chị xem luôn. Anh chị ở xa thì xem rồi có thể chuyển cọc ngay ha. Và em hỗ trợ em giao xe tận nhà cho anh chị luôn. Đó. Ở đây là có lốp sàn, có rối. Bên em là bán xe toàn quốc mà. Anh chị ở xa mà không có điều kiện đi lại á, thì bên em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho mình luôn. Anh chị xem, kiểm tra chất lượng xe. Nếu như đúng cam kết thì anh chị nhận xe. Còn như nếu như không đúng thì bên em sẽ hoàn tiền cho mình 100%. Anh chị không tốn bất cứ một chi phí nào hết ha. Anh chị mua xe bên em thì rất là thoải mái, yên tâm. Bên em bán là thị trường cả ngàn xe rồi. Chất lượng đã được khẳng định rồi. Nên chẳng có gì anh chị phải quan ngại hết. Đây, trước khi giao bên em sẽ bảo dưỡng cho anh chị luôn ha. Có phiếu nhắc bảo dưỡng của mình luôn nè. Những cái chi tiết ở đây rất là mới. Đây. Chất lượng con này thì không có gì để bàn rồi, mới tin nè. Cân bằng điện tử luôn, đi nó sẽ an toàn, gương gặp chỉnh điện. Đây, ghế nè anh chị, đây là ghế tài nè. Sạch sẽ tươm tất, con xe này vào xe nó có mùi thơm luôn. Anh chủ xe đi giữ rất là kỹ. Đây đồng hồ nè anh chị, con này chạy được 44.000 km ha. Bảo dưỡng đầy đủ hết. Có lắp thêm cảm biến phía sau á. Nè, vô lăng nè. Đó. Vô lăng cần số còn mới lắm. Đây là có cái viền mạ rôm này chị, nhìn sáng cái vô lăng lắm. Điện thoại đánh tay, cruise control. Vô lăng này trượt được điện luôn ha. Đánh lá nó nhẹ nhàng và nó nhàn nhã lắm. Đi con xe này cảm giác rất là thoải mái. Đây là màn hình cảm ứng, có radio kết nối Bluetooth, điện thoại AirPods tùm lum hết trơn. Khá là nhiều tính năng trong này. Đó. Có cam lùi nè, em lùi cho anh chị xem. Đó. Cam lùi cũng không được sáng lắm ha, cũng tương đối thôi. Ở trong này là dàn lạnh của xe Nhật là lạnh khỏi bàn rồi, start top nè, chìa khóa người ta bọc lại luôn rồi.
Đó. Cần số này anh chị. Đây là vết dơ rồi thôi. Đó, rất là đẹp. Em quay rất cận cảnh nha và cực kỳ chậm luôn á. Gần như là không ai mà quay kỹ cái xe như em đâu. Đây có cam cam hành trình luôn nè. Ok, để em ra mở khoang máy cho chị xem nha. À, xe đang nổ máy nè chị. Và vào xe nó êm. Chất lượng của xe Nhật làm khỏi bàn. Bền bỉ mà đi tiết kiệm lắm. Dòng mấy cái dòng mà đi làm mình đi mà bảo trì bảo dưỡng đầy đủ á. Đi đi hoài luôn. Ở đây tích hợp bảo rẽ có đèn led luôn nè. Cái gương này nè, sáng không chị ha. Nhìn nó sáng sủa xe lắm. Đó, thiết kế của Xpander nhìn nó trẻ trung mà nó rất là hiện đại. Rồi ok, mở khoang máy cho anh chị xem nha. Giờ đây máy xe nè anh chị. Máy móc thì sạch sẽ tươm tất, bên em đã dọn rửa sạch sẽ rồi. Anh chị thấy cái xe về tụi em dọn rửa nó sạch sẽ và nó chỉnh chu không? Đó, lúc giao thì bên em sẽ bảo dưỡng cái xe này cho mình luôn, thay nhớt, lọc nhớt, giao cho anh chị một xe đẹp, tươm tất và chỉnh chu, chất lượng tốt nhất luôn. Và tất cả xe bên em bán đều cam kết chất lượng tuyệt đối nha anh chị ha. Nên cái đó thì anh chị yên tâm, cam kết là động cơ hợp số chưa từng đại tu nè, không đâm đụng thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết và chắc chắn tất cả xe đều đủ điều kiện để sang tên. Về mặt chất lượng và pháp lý thì khi mà anh chị mua xe bên em thì được đảm bảo tuyệt đối ha. Đó. Bao cam kết thoải mái, nếu như anh chị còn lo lắng thì có thể kêu thầy thợ hoặc là đem vào hãng test thoải mái nha. Mấy cái đó là bên em rất là vui vẻ, rất là thoải mái bởi vì cái xe nó chuẩn mà. Rồi xe này bên em đang chào bán với mức giá là 588 triệu nha anh chị. Mitsubishi Xpander 2020 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Xe rất là đẹp, chuẩn chỉ, không kinh doanh dịch vụ gì hết. Xe gia đình đi giữ rất là kỹ. Anh chị nhìn chiếc xe này có thể đánh giá được người ta đi cỡ nào rồi ha. Và lúc giao bên em sẽ dọn rửa là một lần nữa, bảo dưỡng thay nhớt lọc nhớt, giao cho anh chị lấy cái xe đẹp, chỉnh chu và chất lượng tốt nhất luôn và còn đẹp hơn vậy nữa. Đó, anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương liền nha qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Alo cho em thì chắc chắn sẽ được hỗ trợ nhanh tốt và nhiệt tình nhất rồi. À, có một số anh chị nói xe 2022 có chiếc bán số tự động có 588 triệu mà sao con này bán cũng là 588 triệu luôn bằng giá xe mới. Thì cái con xe anh chị nói á, con đó là bản thiếu, nó chuyên để chạy kinh doanh dịch vụ thôi, nó không có một option gì hết trơn á. Con này là cùng với là bản premium ha, 648 triệu và lăn bánh biển tĩnh, nay giá nó đâu đó khoảng 720-730 tùy đại lý, chứ không phải là 588 triệu mà mình lăn bánh được ngoài đường đâu nha anh chị, không phải bản đó đâu ha. Đó, bên em kinh doanh ô tô thì bên em cũng cân đối được cái xe nó như thế nào và giá đầu vào đầu ra nó phải hợp lý thì mới có thể phục vụ được cho anh chị và bên em cũng có thể bán ra được đó. Rồi ok, anh chị quan tâm xe này liên hệ cho em nha. Rồi cảm ơn chị xem video nha, cảm ơn chị, bye bye.